Bọn đấy đúng là phải làm những cái kiểu bọn vặt la như Lạng Sơn. Dòng dọc. Giống cam đường như Đức Phương ấy, yêu giá giấu. Sướng thì cô biết thì lúc nó tắm trong sâu ấy thì đấy phải sướng. Ông Đức trước béo là giờ nhìn độc mắt đấy kìa. Nhìn bây giờ cái độc mắt thôi. Trước béo tốt, đẹp dài làm giờ nhìn chán hẳn đi. Tắm thuốc sâu suốt ngày. Mỗi lần phun 700 lít. Toàn vài nghìn lít thì phải phun đi làm gì nữa chả thế.